Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại Long An và ngày hôm nay sẽ dẫn quý vị chúng ta trở lại thăm công trình của nhà của chị Hoa. Đây là công trình mà ngày hôm trước thì khi anh đến là lúc đó là mới khởi công xây dựng thôi, và hôm nay thì cũng đã triển khai xong phần móng, cho nên là bên cạnh Nhật An sẽ có anh Long và anh Đạt là của phòng thanh tra của Mark Home thì cũng sẽ đến tiến hành kiểm tra một số cái hạng mục móng công trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra nhé. Đầu tiên thì em không biết là bây giờ thì mình sẽ kiểm tra hạng mục nào trước vậy anh? Đây là một công trình đang thi công đến giai đoạn sắt của hệ đá móng. Thì công trình này sử dụng móng ép cọc. Đây chúng ta có thể thấy là cái đài móng này là có 3 cái vị trí ép cọc. 3 vị trí ép cọc và đài móng có đã thiết đi xong hệ thép dầm dầm đà kiềng và thép móng. Thì chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra sơ bộ về kích thước của móng và kích thước của đà kiềng. Thì công trình này thì có 4 loại móng 4 loại kích thước móng khác nhau, M1, M2, M3 và M4. Thì đây chúng ta kiểm tra cái kích thước móng của M3 là kích thước móng đại trà. Kích thước móng đại trà. Kích thước M3 này thì có chiều sâu là 800 và thì chiều dài và chiều rộng móng vuông là cùng kích thước là 1m3. 800. Đây chúng ta có thể thấy cái kích thước móng M3. Là 1m3 rồi. Chiều dài chiều rộng là 1m3. Chiều là cái móng này nó sẽ thiết kế cái hình vuông đúng không ạ? Là hai phương bằng nhau. Còn chiều sâu là chiều cao là 180 phân. Anh vì sao mà mỗi vị trí nó lại khác nhau như vậy, nó có cái lý do gì không? Thứ nhất là về tải trọng của công trình, bởi vì là cái khu vực mà chịu tải trọng lớn ở giữa nhà đó thì các kỹ sư kết cấu sẽ thiết dựa vào tính toán của các tải trọng trong công trình thì sẽ đưa ra cái kích thước của móng phù hợp để đảm bảo chịu lực công trình chắc chắn. Ví dụ như là những cái phần ở phía trước nhà này thì là tải trọng có thể là ít hơn. Tải trọng là chịu ít hơn nên là đơn vị thiết kế, bộ phận thiết kế đã giảm lại kích thước của móng sao cho phù hợp, tiết kiệm cho đối với từng gia đình. Ở đây là trên bản vẽ là kích thước bao nhiêu? Đây là móng M4. Đây là móng M1. Đây là móng M1 thì kích thước ở trong bản vẽ là chiều sâu của móng là 800. Anh Đạt đo kích thước chiều sâu của móng. Hai phương còn lại là 600. 60 phân. Như vậy là kích thước móng đạt yêu cầu. Sau khi kiểm tra về kích thước móng xong thì bây giờ mình kiểm tra tới kích thước nào? Sau khi mình kiểm tra các kích thước của móng thì mình sẽ kiểm tra kích thước của ràng móng hay còn gọi là đà kiềng. Thì ở công trình này đà kiềng là thiết kế với chiều rộng là 300. Kích thước đà kiềng là 300 700. Chúng ta có thể kiểm tra. Anh Đạt kiểm tra. Rồi 300. Chiều cao của đà kiềng là 700.
Đấy. Sorry. 700, ok. Sau khi kiểm tra về phần kích thước của đài móng và kích thước của giằng móng thì chúng ta kiểm tra đến thép, kết cấu thép trong giằng móng. Thì ở cái giằng móng này thì trong bản vẽ thì là đi tất cả là 8 cây thép chủ, thì trong đó thì 3 cây phi 20 ở lớp dưới và 5 cây phi 20 ở lớp trên. Thì lớp trên thì bố trí 5 cây phi 20 thì mình phải chia ra làm 2 lớp. Chia ra 2 lớp, và lớp 1 và lớp 2. Lớp 1 thì là 3 cây, còn lớp 2 là 2 cây. Thì ở đây chú ý với các bạn một chút là cái hai lớp của thép chủ ở phía lớp trên này thì chúng ta không được bố trí xa quá, chỉ bố trí khoảng 3 phân thôi. Thì là 6 phân. Đây hiện tại đang là 6 phân thì yêu cầu đội thợ sẽ sửa lại. Bởi vì mà khi mà chúng ta bố trí cách xa nhau quá thì cái khả năng chịu lực là kém. Chúng ta chỉ cần bố trí cái khoảng cách nó vừa đủ để cho cái viên đá của bê tông mình có thể lọt qua thôi là được. Thì vị trí này thì sẽ yêu cầu đội thợ sẽ chỉnh sửa lại. Về những cái việc mà bố trí mấy cây trên, mấy cây dưới thì nó có khác nhau công trình. Ví dụ tại công trình này nó là biệt thự đúng không? Cho nên là chắc nó sẽ cần nhiều hơn không anh hay như thế nào? Đúng rồi, thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào tải trọng của công trình. Nếu mà tải trọng công trình càng lớn thì chúng ta sẽ khối lượng thép, số lượng cây thép và cái chiều cao của kích thước giằng móng nó sẽ khác nhau. Thì như công trình này thì dầm có kích thước là 300, 700 thì chúng ta đội ngũ thiết kế sẽ tính toán tải trọng và bố trí thép là 5 cây ở lớp trên và 3 cây ở lớp dưới. Thì khi mà thông thường thì chúng ta sẽ ưu tiên bố trí ở lớp trên, mà khi mà lớp trên mà không bố trí không đủ thì chúng ta phải chia ra lớp dưới. Ví dụ công trình này mà bố trí cả 5 cây ở lớp trên thì sẽ không được, bởi vì là cái khoảng cách giữa hai cây thép nó quá ngắn, không thể đổ bê tông được. Nên là phải chia ra hai lớp để bố trí. Rồi tiếp đến là cái hệ dầm này là cái hệ dầm chiều cao 700, thì bắt buộc là hai cây bên đâu sẽ có hai cây chống phình hai bên. Đây quý vị nhìn có thể thấy. Cái cây thép mà mình bố trí ở phần giữa của dầm này sẽ dành cho những cái dầm nào mà lớn hơn 500. Tất cả những cái dầm lớn hơn 500 thì sẽ phải bố trí cây thép, hai cây thép ở phía giữa dầm này để gọi là cây thép chống phình, để cố định cái vị trí của đai cho nó khi trong quá trình mình đổ bê tông hoặc thi công nó sẽ không bị móp méo, và đảm bảo cho cái dầm thẳng đạt yêu cầu. Thường thì cây chống phình này thì mình sẽ để phi 10 đến phi 12 thôi, bởi vì cái cây thép này sẽ không liên quan đến khả năng chịu lực của dầm, mà nó chỉ là cố định cái cây thép đai để cho nó khỏi xê dịch hoặc là chống cho phình khi mà mình đổ trong quá trình đổ bê tông thôi. Nên là không nên lãng phí mà để thép cao, phi cao. Còn về việc mà thi công móng như vậy thì em biết là có cái lớp bảo vệ nữa đúng không anh? Đúng rồi, thì bởi vì là cái khu vực móng này thì là khu vực gọi là khu vực âm xuống dưới nền nhà, thì sau này nó rất sẽ có thể sẽ bị ngập nước hoặc là yếu tố môi trường. Thì riêng cái lớp bê tông bảo vệ của thép dầm móng hay là móng, chúng ta nên ưu tiên khoảng độ từ 4 đến 5 phân. Chúng ta không để lớp bảo vệ quá mỏng thì sau này nó sẽ rất dễ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây thép ở bên trong bê tông. Và cái lớp bảo vệ đó là mình sẽ làm cái lúc mà mình đổ bê tông luôn anh hay như thế nào? Thì lớp bảo vệ này thì là lúc mình gia công cái cây thép đai này thì mình sẽ phải tính toán. Ví dụ là dầm 300 thì mình để bảo lớp bảo vệ là mỗi bên là 4 phân thì mình trừ đi 8 phân, lớp bảo vệ hai bên là 8 phân thì cái cây thép đai này mình sẽ để khoảng 22 phân thôi. Thì là trong lúc gia công thì thợ sẽ tính toán, và trong lúc bản vẽ thì bên kỹ sư kết cấu có vẽ rất rõ ràng rồi. Nên là những gia đình nào mà thiết kế ở bên Mark Home thì hoàn toàn yên tâm về những vấn đề này. Cái đai là đai 3. Đai 3 dầm 700 là mỗi lớp bảo vệ 3,5. Nói chung là quý vị có thể yên tâm, đó chính là chúng tôi sẽ có cuốn hồ sơ kết cấu á, dành cho gia chủ, là trước khi mà bắt tay vào là khởi công xây dựng, gia chủ đã có cuốn hồ sơ kết cấu trên tay rồi, và sau đó thì đội ngũ thợ xây sẽ căn cứ vào đó để mà có thể thi công một cách chính xác nhất nha quý vị. Rồi tiếp đến là mình cũng sẽ kiểm tra luôn các vị trí nối thép là coi có đảm bảo theo chuẩn kỹ thuật hay không. Đây những vị trí gì thấy là đây là thép phía trên, là dưới có không là phải nối vị trí với đầu cột, gần đầu cột. Và cái chiều dài mới nói phải đảm bảo 30D.
Đây là sắt phi 20, hiện tại cái chiều dài đó là 90, là nó tới 45D là quá đảm bảo rồi. Tức là nó có thể hơn nhưng mà nó đừng có thiếu thôi đúng không? Đúng rồi, thì bằng hơn chứ đừng có thiếu. Hiện tại thì em thấy là đang trong quá trình là mình sẽ định vị đi thép cột. Vậy thì với những cái vị trí này thì mình có cần chú ý điều gì không anh? Về định vị đi thép cột thì mình cái lưu ý đầu tiên là phải chính xác đã, là mình phải xem bản vẽ thật kỹ và mình định vị các tim cột, sau đó thì mình xem cột có thể là đúng tâm hoặc là cột lệch tâm để mình từ đó mình sẽ định vị cái cột chính xác nhất. Thì đây các bác thợ đã định vị những cái đường gọi là đường tim cột đó. Đây là những cái đường dây căng tim cột để tránh nhầm lẫn, thì bác thợ đây làm rất là đúng yêu cầu. Và khi mà định vị cột này thì phải chú ý là bởi vì chỗ khu vực này là rất nhiều thép nên là nhiều khi là đi những cái cây thép cột nó rất là bị lệch, thì mình trong lúc cân chỉnh là phải chính xác, gọi là sau này lên cái vị trí tim cột nó bị lệch là xây tường hoặc là đổ cột nó bị lệch là rất là xấu. Đúng rồi. Và một lưu ý nữa là trong cái giai đoạn định vị cột này thì rất là nhiều thợ gia đình có thể là tự thi công hoặc là thợ không biết về kết cấu, thì người ta sẽ hàn những cây thép cột này vào những cây thép chủ này chẳng hạn, là sẽ như thế là sai kỹ thuật, không đảm bảo, bởi vì khi mà các mối hàn ấy vào thì thép nó sẽ không đảm bảo chất lượng nữa. Đó là một cái lưu ý rất là cần lưu ý để cho các gia đình khách hàng có thể tự kiểm tra. Đúng rồi, cái này là nếu mà tự làm mà không có nhiều kiến thức về xây dựng thì sẽ rất là dễ bị đúng không? Đúng rồi, bởi vì là khi mà mối hàn thì rất là chắc chắn và dễ định vị, nên là nhiều khi tổ đội thợ tự thi công thì rất dễ mắc sai về cái vấn đề đó. Là tiếp đến là như quý vị thấy đây là cái thép cột chờ, là các bác thợ đang để so le luôn, 3 cây ngắn 3 cây cao đây. Rất là đảm bảo. Cái này là nó cũng sẽ đúng theo kỹ thuật đúng không? Đúng em. Tiêu chuẩn kỹ thuật là mình không được để cùng một mặt cắt quá 50% hết chợ. Ở những cái vị trí móng này anh, hiện tại em thấy là bên dưới nó có thể là còn nước mưa hay sao chẳng hạn, thì mình có cần vệ sinh hay là như thế nào không anh? Đúng rồi, vì khi mà mình thi công những cái vị trí mà ở dưới âm dưới lòng đất này thì cái trường hợp mà ngập nước thì rất hay xảy ra, và cũng là một số lo ngại đối với các vị khách hàng. Thì các vị là có thể là hoàn toàn yên tâm, bởi vì khi mà Mark Home thi công thì mọi công tác sẽ được kiểm tra và kiểm tra trước, đội ngũ kỹ thuật kiểm tra trước khi thi công, nên là không có vấn đề gì cả. Về cái nước này thì chúng ta ở đây có thể thấy là kia có một cái máy bơm ạ. Anh Nhật An có thể thấy kia là có một cái máy bơm. Trước khi đổ bê tông thì chúng ta sẽ phải bơm sạch nước ở dưới hố móng này đi, để tránh khi mà bê tông đổ xuống thì sẽ bị pha loãng ra và ảnh hưởng đến chất lượng. Nên là các đội thợ ở đây làm rất là đúng quy trình, rồi có chuẩn bị máy bơm để trước khi đổ bê tông có thể hút sạch nước ở dưới hố móng đi. Điều này là quý vị yên tâm, và đặc biệt là sẽ có giám sát thi công công trình ha. Đúng rồi. Để đảm bảo được đó chính là từng cái khâu thì sẽ đúng theo những cái yêu cầu kỹ thuật nha quý vị. Ở đây các bạn có thể thấy là khu vực gia công thép của công trình, thì chúng ta có thể kiểm tra chủng loại thép, đường kính thép ở cái khu vực này. Thì đây là thép cột là phi 18. Thép cột phi 18 ạ. Thì đây là thép Việt Nhật, thì các bạn có thể là nhìn vào thanh thép này có thể kiểm tra được là nguồn gốc xuất xứ của thép. Thì hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng các dịch vụ của Mark Home, là bởi vật liệu là hoàn toàn là theo trong dự toán của công trình. Khách hàng có thể kiểm tra. Đây là một cây thép cột mà đã gia công xong. Thì các bạn có thể thấy đây là gọi là cái giò gà đấy ạ. Thì yêu cầu của cái giò gà này nó từ tờ 15 đến 20D. Thì tác dụng của cái giò gà này thì khi mà cái thép cột ấy nó chống xuống đài cọc ấy, thì bẻ giò gà này sau này nó sẽ không hạn chế cái việc chọc thủng của cột lên đài cột. Nhiều khách hàng rất là lo lắng đến cái kết cấu của công trình, đặc biệt là phần móng, nên là hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì là Mark Home thiết kế, đội ngũ thiết kế rất là chuyên nghiệp, nên là những cái yêu cầu về kỹ thuật thiết kế kết cấu thì hoàn toàn yên tâm.
Và hiện tại thì bên cạnh Nhật An đây chính là anh Tâm, là giám sát thi công của công trình của nhà chị Hoa. Vậy thì em sẽ đại diện quý vị để theo dõi phỏng vấn số câu hỏi anh nhé. Hôm nay thì em thấy là công trình đang vì mình đi thép về phần móng rồi. Vậy thì theo dự kiến là bao giờ thì mình sẽ đổ bê tông vậy anh? Theo dự kiến là thứ bảy, chiều thứ bảy mình đổ bê tông. Chiều thứ bảy, bữa nay là thứ năm mà đúng không? Là 2 ngày nữa. Đúng rồi. Chiều thứ bảy. Vậy thì cái quá trình đổ bê tông thì ở đây chắc là mình sẽ đổ bê tông tươi đúng không anh? Đúng rồi, đổ bê tông tươi, xe bồn tới nó bơm. Vậy thì là mình thường là mình đổ là khoảng bao lâu thì xong anh? Cái thời gian đổ thì khoảng 2 tiếng. Hai tiếng là xong. Vậy thì sau khi mình đổ xong thì em không biết là bao giờ thì mình mới triển khai được đến cái bước tiếp theo. Cái mình đổ xong chờ thời gian nó bảo đảm chất lượng của bê tông là mình triển khai liền hay làm liền, nói chung là nó không ảnh hưởng tới cái vấn đề bê tông cốt thép với phần móng là mình triển khai mình làm. Tức là mình chắc mình cũng phải đợi nó hơi cứng lại đúng không, nó không phải đạt bao nhiêu phần trăm đúng không? Đúng rồi. Nó không cái độ cứng, cái độ mình tác động nó không ảnh hưởng tới cái nền móng. Dạ. Vậy thì trung bình một ngày bây giờ trên công trình là bao nhiêu thợ vậy? Tại vì cái thời gian đây thì trung bình là khoảng 10 người. Chứ mà bắt đầu vô công việc làm gấp rút là khoảng 15, 17 người. Vậy thì nếu như mà những ngày này em thấy là trời nó hay là trời mưa bất chợt, thì đúng khi rồi. Mà trời mưa như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái tiến độ của mình không? Có ảnh hưởng, chứ mà mình đôi lúc là mình đúng ra thì có thứ năm là bữa nay đổ này, nhưng mà do nó thời tiết mình làm nó cũng hơi bị chậm thi công. Thành thời tiết nó mưa với lại là đất nó bị nước, rồi mình bơm mình hút mình làm nó hơi chậm xíu, thành do lại bữa thứ bảy. Đúng rồi, cho nên cái này thì đôi khi quý vị cũng thông cảm một chút xíu là do cái điều kiện thời tiết khách quan, cho nên chúng ta cũng rất là khó, đúng không nào, mình cũng phải cố gắng hết sức thôi. Nhưng ví dụ mưa quá thì chúng ta cũng không thể nào thực hiện được. Vậy thì không biết là đội ngũ anh em mình có dự tính là với một công trình đồ sộ như thế này là tầm khoảng bao lâu là có thể bàn giao không anh? Theo mình cố gắng chắc khoảng cuối năm. Cuối năm bàn giao. Cuối năm là sẽ bàn giao được công trình này. Và bởi vì đây là công trình rất hoành tráng nha quý vị, cho nên là em cũng đang rất là chờ đợi khi mà công trình đã thi công dần thì em cũng sẽ dẫn quý vị trở lại thăm nhé. Và em rất là cảm ơn anh, chúc anh và đội ngũ mọi người sẽ có nhiều sức khỏe để có thể thi công. Ngày hôm nay thì em đã dẫn quý vị chúng ta ghé thăm công trình của nhà chị Hoa, một công trình biệt thự đang trong quá trình thi công móng. Hy vọng là quý vị cũng đã hiểu rõ hơn về những cái thông số kỹ thuật cũng như là quá trình thi công của chúng tôi. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngại liên hệ ngay với Mark Home số hotline 0964458888, 0828133333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.